đản, si tích mắng chửi bốn phía, người bị cướp bốc tỉnh lại, lôi đình tức giận. Hồ đồ mơ hồ bị đánh choáng ngợp, lại hồ đồ bị cướp bóc, những người kia tự nhiên không cam lòng chịu thiệt thòi, cũng đều lấy ra thiết côn, không có tâm tư tìm bảo vật, bắt đầu đánh cướp cầu mưu. Lần này, si tích vốn đã náo nhiệt, trở nên nóng bỏng hơn, khắp nơi đều là người mang theo thiết bổng gõ buồn côn, vô luận là chuẩn thánh, thánh vương hay đại thánh, toàn bộ mẹ nó không biết số hổ được thao tác này chơi rất trơn tru mùi máu tươi càng nồng đậm, tiếng kêu thảm thiết càng nhiều. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch, di tích một phương, diệt thần một đường thân thần thần lải nhải, nghiễm nhiên đã đem hai câu này làm chi lý danh ngôn, xét theo một cái thiết côn khắp nơi cấp bóc, phía trước lại thấy ba năm đạo nhân ảnh, hắn trốn vào hư vô không gian, lặng lẽ tới gần. Đó cũng là thần tử đại giáo, hắn từng gặp qua ở côn luân yến hội, huyết mạch đều không kém, ở huyền hoang đại lục miễn cưỡng có thể xếp hạng danh hào, cùng thiên phạt thần tử ba hàng không phân cao thấp. Yên tâm, ta chỉ cần tiền, không tổn thương tính mạng, diệp thần dơ thiết côn lên. Chỉ là, còn chưa đợi hán đập xuống, cái đầu của những thần tử kia liền cùng thân thể phân chia, hình ảnh dị thường huyết tinh, ngay cả nguyên thần cũng bị trong nháy mắt miểu sát, càng quỷ dị chính là, túi đựng đồ của bọn họ cũng không có bóng dáng tại chỗ, từ đầu đến cuối cũng không thấy bóng người hiền hóa. Trong hư vô không gian, diệp thần dơ lên thiết côn dừng lại giữa không trung đôi mắt cực kỳ hiếp lại, cắt dao nhìn chăm chăm một phương, tựa như có thể xuyên thấu qua mờ ảo, nhìn thấy một đạo thân ảnh u linh. Đó là tịch diệt thần thể, lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy tịch diệt thần thể tuyệt sát những thần tử kia, may mà hắn giấu ở trong hư vô không gian, lúc này mới tránh thoát tịch diệt thần thể phát hiện. Phi lôi thần quyết thật bá đạo. Diệp thần thần sắc ngưng trọng, nếu tịch diệt thần thể mưu túc lực giết người đoạt bảo, vậy người trong di tích này, hơn chín thành đều khó thoát khỏi tử kiếp tịch diệt thần thể thần xuất quỷ nhập thần ngay cả giai vô địch hắn cũng kiêm kỵ như thế càng không nói đến những người khác trong lòng nghĩ hắn hướng bên kia mà đi tận lực rời xa tịch diệt thần thể tuy rằng hắn biết hắn cùng tịch diệt thần thể sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến nhưng hắn còn không muốn cùng hắn sớm chống lại trước một mảnh hồ nước hắn lại dừng chân hồ nước bình tĩnh không sóng nhưng bên trong lại có bảo vật là một gốc linh lung tiên thảo sở dĩ không có dị tượng lộ ra ngoài đều bởi vì hồ nước này thật không may linh lung tiên thảo vẫn chưa trưởng thành hoặc là nói nó vẫn đang hội tụ tinh hoa hắn vẫn chưa lập tức thu đi hái trước sẽ khiến tiên thảo héo rũ hắn cần phải chờ thời cơ tốt nhất linh lung tiên thảo bận này có thể gặp không thể cầu cũng không thể thô bạo thiên vật như vậy gió nhẹ thổi làm cho mặt nước hồ nổi lên sóng nước lại có người đặt chân lên mảnh đất này người nọ che hắc bào không thấy chân dung khí tức mờ mịt nhưng huyết mạch lại cực kỳ cường đại lộ ra một đôi mắt thần giếng cổ vô ba thâm thúy vô biên làm cho người ta nhìn không thấy điểm cuối diệp thần nhíu mày đã nhìn ra người nọ là ai là một người cực kỳ khó chọc trung hoàng hắn nhíu mày trung hoàng cũng đang nhíu mày đã là nhãn giới của hắn lại không cách nào phá vỡ chân dung diệp thần điều này ngược lại làm cho hắn có chút kinh ngạc hắn là trung hoàng nhãn giới kỳ cao càng có thông thiên nhãn ít có người có thể che khuất hắn nhìn trộm chủ yếu nhất là hắn nhìn không ra diệp thần huyết mạch biết trung hoàng đang nhìn hắn diệp thần lại làm bộ như không biết lặng lặng đứng ở trước hồ nước linh lung tiên thảo là hắn phát hiện trước nếu trung hoàng cố ý muốn đoạt hắn không ngại khai chiến có thể tránh thoát ta nhìn trộm đạo hữu cũng không phải hạng người vô danh diệp thần quan sát trung hoàng từ từ mở miệng cười làm cho người ta tám xuân phong không mang theo chút khí sát phạt nào tiểu bối ngươi cũng không đơn giản diệp thần nhàn nhạt, nhạt một tiếng thanh âm cố ý giả trang rất là giàn nua mục đích chính là lẫn lộn trung hoàng nhìn trộm hắn cũng không muốn bại lộ chính mình tiền bối nhà ta muốn luyện một lò đan dược lại chính là linh lung thảo này nhưng không biết tiền bối có thể đem cho vãn bối hay không trung hoàng cười nói ấn đức lần này vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng nhường cho ngươi diệp thần nở nụ cười ngươi vừa có thể nhìn ra nó là linh lung thảo liền biết giá trị của nó thật vất vả mới tìm được một tông bảo vật ngươi nói nhường thì nhường không hợp quy củ đi. Tất nhiên sẽ không để tiền bối chịu thiệt, trung hoàng du tiếu, Phát tay lấy ra một thanh tiên kiếm màu vàng. Vực ngoại huyền thiết chú tạo, nếu tiền bối chịu nhường, thanh tiên kiếm này liền thuộc về tiền bối. Kiếm rất tốt. Diệp thần liếc mắt một cái. Nhưng nó lại địch lại linh lung tiên thảo. Tiền bối không ngại nói thẳng, vãn bối tận lực đáp ứng, Trung Hoàng cười vẫn bình tĩnh thong dong như trước. Ba pho tượng thánh vương binh, chín tôn chuẩn thánh vương binh, diệp thần không làm bộ, điêu ra giá cả. Giá cả hợp lý, thành giao. Làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Trung Hoàng lại đáp ứng rất khoát lưu loát, còn chưa dứt lời, liền thấy hắn lấy ra một cái túi càn khôn, bên trong đặt rất nhiều pháp khí. Đồ này giàu như vậy sao? Diệp thần âm thầm trực miệng, hắn tự nhận muốn đã đủ rồi, cũng không ngờ Trung Hoàng đúng là lớn quyết đoán như vậy, dứt khoát lưu loát làm cho hắn trở tay không kịp. Sớm biết thì nên nhiều hơn một chút. Trong lòng oán thầm một tiếng, hắn vẫn tiếp nhận túi càn khôn của Trung Hoàng, những pháp khí này đã vượt qua giá trị của linh lung tiên thảo kia, người không mang theo do dự đem pháp khí cho, cũng không thể đổi ý, nếu khai can, nhất định là một hồi gian nan tranh đấu. Trung Hoàng sâu không lường được, ở trong di tích nguy khơ từ phía này, đối đầu với hắn, hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt, bảo đảm không đều đã bị ngư ông đắc lợi, đây cũng không phải là ý nguyện của hắn. Đồng dạng tâm tư, Trung Hoàng cũng có, hắn nhìn không thấu Diệp Thần, có lý do tin tưởng Diệp Thần cực kỳ cường đại, hắn cũng kiêng kỵ, có thể dùng tiền giải quyết chuyện, hắn liền sẽ không dễ dàng động thủ. Linh lung tiên thảo, quy người rồi, thu túi Trung Hoàng càn khôn, Diệp Thần lúc này lui đi. Đa tạ tiền bối. Trung Hoàng cười nhạt, liền chuyên tâm thủ hộ linh lung tiên thảo trong lúc đó còn bày ra rất nhiều cấm chế bí ẩn chỉ đợi linh lung tiên thảo kia thành thục đem nó thu vào trong túi bên kia diệp thần lại bắt đầu đại nghiệp cướp bóc của hắn phàm là nơi hắn đi qua cơ bản đều có tiếng kêu thảm thiết người tân tân khổ khổ mấy chục năm bị hắn một phen khô trở về trước khi giải phóng tiếng chửi rủa lại nổi lên người bị bọn họ cướp bóc đều phát điên cũng đều làm ra mánh khóe đánh cướp hơn nữa cũng không phải một người hành động tùy ý có thể thấy được đều là tụng nam thành đàn. Lại tạo nghiệt. Diệp thần ho khan một tiếng, lại vẫn chưa thu tay lại, mang theo một cái thiết côn khắp nơi làm loạn, muốn đi tìm thần từ thần tộc tính sổ cũ, nhưng vẫn không tìm được bọn họ. Giờ phút này, hắn đã đủ bước vào chỗ sâu, huyết vụ tràn ngập, bởi vì sâu trong di tích có rất nhiều trận văn cổ xưa, những trận văn kiến năm tháng thật lâu, mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng uy lực lại cường hoành, không ít người bởi vậy mà mất mạng, trở thành vong hồn dưới rất nhiều sát trận. Di tích viễn cổ tự thành một đại giới, cũng có ngày và đêm, màn đêm bao phủ toàn bộ di tích, sắc trời dần dần tối, hắn xuyên qua một mảnh man hoang sâm lâm, ở rất nhiều cây cổ thụ che khuất sâu trong có thể thấy một mặt vách đá, trước vách đá một bóng người, giống như pho tượng sừng sững. Bắc Thánh Diệp thần khẽ lầm bầm, sách ra thiết bổng lại rất tự giác thu hồi túi đựng đồ, gõ người khác buồn côn có thể, nhưng Bắc Thánh là tồn tại bực nào, một gậy lạc khô không cho cho thu sắt bổng hắn chậm rãi đi tới cũng không phải là cấp bóc mà là muốn nhìn xe bắc thánh khương ở trước vách đá làm gì nhìn mê muội như vậy nhà bích này hiển nhiên là có huyền cơ làm cho hắn ngoài ý muốn chính là bác thánh tựa như không biết phía sau có người đến cho đến khi diệp thần cùng hắn sóng vai cũng không thấy hắn nghiêng đầu quan sát từ đầu đến cuối đều đứng lặng ở nơi đó không nhúc nhích diệp thần nhướng mày trên dưới nhìn lướt qua bắc thánh thấy thần mâu đời đẫn trong nháy mắt có thể phá vỡ manh mối nhìn ra tâm thần bắc thánh trốn vào ý cảnh hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới người thật sự có hứng thú ở trong di tích lĩnh ngộ ý cảnh sẽ không sợ người đi ngang qua diệt người diệp thần không khỏi thổn thức đường đường là bắc thánh nếu chết như vậy vậy mới nói nhảm đến rồi cũng tới rồi bảo vật ngươi ta thay ngươi thu lại diệp thần rất tự giác thò tay xét đi túi đựng đồ của bác thánh song việc liền không ngừng ở trên người bắc thánh một trận lục lọi ngọc bội này cũng không tệ gã này rất không tiết tháo lại kéo đi một khối ngọc bội treo ở eo bắc thánh sau đó đưa tay vào trong ngực bắc thánh từ bên trong lấy ra một viên thần châu. cái này còn chưa tính là xong ngọc giới trên ngón tay bắc thánh cùng linh tinh khảm nạm trên ngọc mang cũng bị nó lấy đi càng đáng xấu hổ chính là hắn còn cho người ta cởi dày phàm là đáng giá hắn là một món không kéo xuống đợi càn quét xong trên người Bắc Thánh cũng chỉ còn lại một bộ quần áo. thành thật mà nói, người này tiên y cũng không tệ, diệp thần sờ cầm, không ngừng vòng quanh Bắc Thánh, hai mắt bốc sáng nhìn, rất có một loại xúc động muốn lột sạch cho người ta. Đừng nói, hàng này thật đúng là nhào tới, từng kiện cho người ta lột xuống, Bắc Thánh tiên lũ y, vậy đáng giá tiền già, cái này nếu là xuất ra bán đi, có thể đổi không ít nguyên thạch. Chỉ là, khi tiên y cuối cùng trên người Bắc Thánh bị lột ra, thân thể hắn khẽ run lên một chút, có tên quang tràn đầy, thân thể cao ngất, trở nên xinh đẹp linh lung, làn da màu đồng cổ rút đi, trở nên trắng nõn mềm mại, lồng ngực bằng phẳng, cũng phồng lên một đôi ngọc cao ngất đỉnh núi. Diệp thần hai mắt trợn tròn, thần sắc đặc sắc hám miệng. Người, nữ nhân, nữ nhân này, diệp thần lộn xộn, cho dù là cơ trí của hắn, cũng ngây thơ ngay tại chỗ, trước mặt chính là một cỗ thân thể trắng nõn không tỉ vết, mỗi một tấc da thịt đều lóe lên sáng bóng tản ra gương nữ tử nhìn nhìn hắn đột nhiên cảm thấy lỗ mũi nóng lên có hai luồng ấm chảy ra đó là một khuôn mặt tuyệt thế mỹ mạo không hề kém giao chỉ thần nữ dưới ánh trăng hoàn mỹ không có tì vết đường đường là bắc thánh là một nữ nhân xa xa là mới điểm mấu chốt của hắn thân mang tiên nhãn lúc trước hắn lại không phát giác nếu không phải lột xài quần áo người ai biết còn có bí mật này chẳng lẽ là bởi vì tiên y này Hắn theo bản năng nhìn y phục vừa mới từ trên người bác thánh lột xuống, trên đó có cấm chế cổ xưa, có thể che giấu huyền cơ, ngay cả sáu đạo tiên nhãn cũng không cách nào chịu được, một khi cởi ra, sẽ hiện ra thân nữ nhi, đây mới là vấn đề trọng điểm. Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Tìm được nguyên nhân, diệp thần ho khăn cười, vừa mới cho người ta từng bộ quần áo lột xuống, lại làm cho người ta từng kiện xuyên qua lại, cũng không thể quá lưu manh. Nhưng mà, ăn mặc, thân thể mềm mại của bác thánh lại run lên đôi mắt đẹp đờ đẫn kia trong nháy mắt khôi phục thần quang hoặc là nói tâm thần của nàng bỏ ra ý cảnh tỉnh lại thấy thế diệp thần vừa muốn cho bác thánh tiếp tục mặc quần áo không khỏi dừng lại ngay tại chỗ bác thánh cũng sửng sốt cho dù là tâm trí của nàng trong lúc nhất thời cũng không biết đây là đoạn câu gì nhầm lẫn hiểu lầm chuyện này đó là tất cả những hiểu lầm diệp thần một bên cười gượng một bên đám tiên y không ngừng lui về phía sau, lui lui, liền xoay người chạy, tư thế bỏ chạy khí phách nghiêng nghiêng. Người đáng chết, nữ âm chói tai chợt vang vọng rừng rậm, hai má bắc thánh đỏ bừng đuổi giết ra, tựa như đã đoán ra trong khoảng thời gian mình lĩnh ngộ ý cảnh đã xảy ra chuyện gì, nàng khôi phục thân thể nữ như chính là chứng minh tốt nhất là có người lột sạch quần áo của nàng. Tiếng ầm ầm vang lên, nhưng thấy đá vụn bay tán loạn, diệp thần kia liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, phía sau, bác thánh như một luồng tiên quang tốc độ cực nhanh nàng quần áo lộn xộn hơn nữa không có áo ngoài chỉ bởi vì áo ngoài tiên nhĩ kim còn đang nắm trong tay diệp thần còn chưa kịp mặc nàng ngược lại muốn từ trong túi đựng đồ lấy ra một kiện áo khoác bịt kín lại kỳ tích phát hiện túi đựng đồ của mình không còn không chỉ túi đựng đồ không còn toàn thân ngoại trừ tiên y cùng giày dép không hoàn chỉnh này của nàng ra cái gì khác cũng không còn đều bị diệp thần càn quét ngươi một tên lưu manh ngươi một kẻ lãng mạn đường đường là bắc thánh, phong hoa tuyệt đại, bị tức giận phát điên, có lẽ là quá mức xấu hổ, đều nói năng lộn xộn, chỉ là mắng to cùng sát khí, nàng ấy chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Cũng chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, bảo bối bị người ta cướp sạch, thân thể cũng bị người ta nhìn thấy tinh quang, nàng thánh khiết vô tận, ngay cả tâm chất cũng có. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Diệp thần cũng không quay đầu lại, chỉ lo liều mạng bỏ trốn, nữ nhân phát điên là đáng sợ nhất nếu bị nàng đuổi kịp, không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Chủ yếu nhất chính là, việc này hắn đối lý, cướp bảo bối của người khác, còn lột quần áo người, nhưng cái này cũng không thể trách hắn, ai biết Bắc Thánh lại là nữ nhân, chuyện này cũng không có ai nói cho hắn biết. Giờ phút này, hắn ngược lại có chút hối hận, cướp bảo bối nên đi ngay tại chỗ, lại muốn tiện tay móc quần áo người, lột liền lột, còn mắt đê tiện nhìn thêm vài lần, nhìn liền nhìn, còn muốn hảo tâm cho người ta mặc vào, mặc liền mặc, Người tay chân ngược lại nhanh nhẹn một chút. Một cái hoảng hốt, bác thánh đuổi kịp. Ngọc thủ trong suốt hoành thiên, một trường đem hắn lật ra ngoài. Một đường bay ngang ra ngoài mấy ngàn trượng, đụng sập hơn mười ngọn núi lớn mới hạ xuống. Bác thánh một trường, không phải là đùa giỡn, mạnh như thân thể thánh, cũng bị làm tại chỗ khô vụn nứt ra. Diệp thần không có tâm tư đại chiến, đứng lên liền chạy, cũng không nhớ tới đem áo khoác người trả lại cho người ta. Lưu lại, bắc thánh vượt qua hư thiên ngón tay ngọc mảnh khảnh tự dung tiên pháp, một ngón tay thần mang sực rỡ, lại uy lực vô cùng, xuyên thủng hư phô, tập trung diệp thần, một ngón tay bè gái. Diệp thần trúng chiêu, thân thể thánh bị đâm ra một cái động máu, bắc thánh na chỉ, dung hòa đạo tác của nàng cùng rất nhiều thần thông bí pháp, suýt nữa cấm nguyên thần của hắn, dùng chiến lực của hắn, cũng bị thương. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không quay đầu lại, một đường co lại thành một tấc, thần pháp bỏ chạy quỷ huyễn, tránh được bắc thánh tuyệt sát kéo dài khoảng cách, bản lĩnh bỏ trốn, rất là bất phàm. Bắc Thánh phát điên, đuổi theo không buông, tựa như nước đẹp mắt bông lửa nở rộ, ửng hồng đã từ hai má lan tràn đến cổ, cuốn sát khí ngập trời, nơi đi qua, thiên địa đều hóa thành hàn băng. Di tích viễn cổ ban đêm náo nhiệt, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, làm cho những người còn đang tìm bảo vật không khỏi ghé mắt nhìn. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ ra không phải là bí bảo? Đi trước nhìn một chút là biết không ít người từ bốn phương tụ tập tới, hơn nữa nhân số không ít, đều muốn nhìn xem bí bảo vực nào, chọc ra động tĩnh lớn như vậy, bảo đảm không chừng còn có thể cướp. Xa xa, bọn họ liền nhìn thấy Diệp thần chật vật bay tới, như một đạo tiên mang rực rỡ. Tiên y kia không tệ. Không ít người đều nhìn thấy Diệp thần tay cầm cái kia tiên y, ánh mắt độc ác giả, đã nhìn ra tiên y bất phàm, trên cấm chế, rất là cổ xưa. Tránh ra, Diệp thần trong nháy mắt đã tới, những người đó, tại chỗ bị xông tới thất linh bắt lạc. Bắc Thánh sau đó liền đến, những người kia còn chưa đứng vững, liền bị nàng đụng đến đầy trời bay loạn, bình thường chuẩn thánh cấp tu sĩ, tại chỗ rơi xuống hư thiên, thân thể thiếu chút nữa tại chỗ bạo liệt. Nữ tử kia là ai? Có người ngạc nhiên một tiếng, bắt thấy Bắc Thánh y phục lộn xộn không mặc áo ngoài, không ít người thần sắc kỳ quái. Chiến lược cường hoành, huyết mạch cường đại, hơn nữa rất đẹp. Nữ tử kia lai lịch bây giờ, Sao có thể cùng Bắc Thánh là một loại vết mạch, một góc đám người, Nam Đế mặc Hắc Bảo kinh dị một tiếng. Thời đại này lại có hai tiên linh chi thể. Nếu tử kia chính là Bắc Thánh cũng nói không chừng, lời nói du du vang lên, mang theo rất nhiều thâm ý khó hiểu, một người khác mặc Hắc Bảo hiện thân bên cạnh Nam Đế, chính là Tây Tôn. Đừng náo loạn, Bắc Thánh là nam tử, điểm ấy không thể nghi ngờ, Nam Đế liếc mắt nhìn Tây Tôn một cái chuyện này cũng không dễ nói tây tôn cười nhạt phật mâu thần quang lóe ra tựa như nhìn thấu cái gì đó nữ tử kia rất mạnh một góc khác tiểu cửu tiên mặc hắc bảo gãi gãi đầu nhỏ trong trí nhớ của ta cũng không có tên người này cũng là thân thể tiên linh cùng huyết mạch với bắc thánh Trừ thiên vạn vực rất lớn không gì lạ không có tiếng nói nhẹ vang lên có người hiện thân bên cạnh tiểu cửu tiên giống như nàng cũng che hắc bảo, che đi cơ hội, không thấy chân dung. Sao trì, tiểu cửu tiên sửng sốt, có chút kinh dị. Người cũng tới, khi nào tới. Vừa rồi xuất quan không lâu, liền bị tiên mẫu nhà ta bước tới, cơ ngưng sừng bất đắc dị cười. Lần này náo nhiệt rồi, tiểu cửu tiên cười hì hì hì. Đông thần Tây Tôn Nam Đế Bắc Thánh Trung Hoàng đã đến, thần tử cử tộc viễn cổ cũng đã đến, còn có rất nhiều truyền thừa thần bí cường đại. nói đến đây, tiểu cử tiên cúi đầu nhỏ. đáng tiếc, không có hoang cổ thánh thể. sẽ luôn có. cơ ngưng xương khẽ nói cười. nên gặp, trung quy sẽ gặp được. không nói diệp thần, nói đến sát thần trong di tích, tiểu cử tiên vội vàng thu hồi suy nghĩ, còn theo bản năng nhì lất qua bốn phương ta phảng phất người được khí tức tịch diệt thần thể, đã có không ít thần từ thần nữ bị nó diệt sát, tồn tại như u linh, xuất quỷ nhập thần. Thay vì qua một chiêu, phi lôi thần quyết, quả là quan tuyệt cổ kim, cơ ngưng xương nói. Người thay vì đánh bại, tiểu cử tiên có chút ngoài ý muốn. Cái gì, người có thể đấu được hắn? Không biết, cơ ngưng xương lắc đầu cười khẽ. Tồn tại như vậy, tuyệt đối sẽ không đối kháng chính diện với người khác, truyền thừa tịch diệt, là chuyên ám sát, muốn tìm tung tích của hắn, khó như lên trời. Vậy ta phải cẩn thận, tiểu cử tiên phồng lên cái miệng nhỏ nhắn. Nếu bị hắn nhìn chằm chằm, ngủ cũng ngủ không yên, còn có thần tử tiên tộc kia, cũng mạnh vượt quá dự liệu của ta. Người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, cơ ngưng xương nói xong, xoay người biến mất trong đêm tối đen kịt, trong tay còn nắm bộ thiên thư vô tự kia khi thì cũng sẽ cầm lấy, lật xem xem. Trong tiếng nghị luận, tiếng ầm ầm chưa từng đoạn tuyệt, một đuổi một chạy, náo đến long trời lở đất. Màn đêm không biết khi nào tàn đi, cho đến khi bình minh một tê sáng rực rỡ, tiếng ầm ầm kia mới bị mai lại, lộ ra mặt đất lở loét, cùng với hư thiên bị huyết vụ loãng nhạt quanh quần. Trên một ngọn núi, bác thánh tức giận rơi xuống, đuổi theo một đêm, không bắt được gã diệp thần kia, càng thêm buồn cười chính là, nàng cho tới bây giờ đều không biết đối phương là người nào, nghĩ đi nghĩ lại nàng không khỏi rộng chân che lại hai má ửng đỏ mất mặt mà giờ phút này gã diệp thần kia đã chạy ra khỏi di tích viện cổ hiện thân ở hồng liên nghiệp trên biển thân thể thánh bị đánh tàn phế nếu không nói nữ nhân phát điên đáng sợ đây hạ thủ tặc trọng các nương tử kia hẳn là tức điên rồi nhét đan dừng chữa thương vào miệng tên này còn không quên tưởng tượng thần sắc hồn hền của nàng đây không chỉ là mất bảo bối còn mất mặt ta cũng không biết người là nữ rất nhanh tên này lại lắc đầu lắc đầu còn tìm cho mình một lý do rất tốt sách ra túi chữ vật bắc thánh gửi đến không biết mặt mũi không ra nếu không nói là bắc thánh thì sao túi đựng đồ của nàng quả thực chính là bảo tàng cũng không phải thiên phạt thần tử những hàng sắc kia có thể so sánh cướp nào một cái này tương đương với cướp được rất nhiều hắn quy khép lại bảo vật duy chỉ có một khối lệnh bài nắm trong tay đó là một khối bạch ngọc tiên kim đúc lệnh bài tiên khí lưu tràn ra lệnh bài phía sau còn khác hai chữ cửu lê. Nàng là tộc cửu lê, Diệp thần lầm bầm một tiếng, giọng điệu mang theo thâm ý cùng ngoài ý muốn. Cửu lê, chủng tộc cổ xưa dị thường, nguồn gốc của mạch thượng truy này, nhưng đến thời đại hồng hoang, cùng với thao thiết cùng cùng kỳ là một mạnh thú hồng hoang, là một chư hầu lớn trong thời kỳ hồng hoang. Đây cũng chính là nguyên nhân Diệp thần ngoài ý muốn, từng truyền cửu lê nhất mạch sớm đã diệt sạch trong năm tháng, lại không biết còn có truyền thừa, nếu truyền ra ngoài, toàn bộ huyền hoang đại lục đều sẽ ổ lên ta có phải chọc một người không nên chọc diệp thần ho khan một tiếng có một loại xúc động đem bảo vật cho người ta trả lại nhất mạch này quá dọa người không phải hắn chọc được chẳng qua hắn cuối cùng bỏ đi ý niệm trong đầu tự nhận che giấu rất tốt bắc thánh cũng khó xử phá thân phận của hắn trong di tích nhiều người như vậy trời mới biết là ai cướp nghĩ như vậy là rất đúng trong lòng nghĩ hắn thu lệnh bài của tộc cửu lê lần thứ hai nhét một viên đan dược vào miệng hắn đã suy nghĩ về nó và nghỉ ngơi một thời gian lại chạy vào cướp bóc thần tử thần nữ bên trong đều giàu dầu, dầu mỡ còn có rất nhiều lão gia hòa tu vi bị áp chế khó có được cơ hội tốt lúc hắn đang suy nghĩ hồng liên nghiệp hải ngoại lại đi vào một người miệng đầy dâu, hai mắt trống rỗng thần sắc đờ đạp cũng có thể từ thời đại xa xôi mà đến che phủ năm tháng bụi bầm tăng thương cổ xưa hai trong mắt hắn híp lại lướt mắt một cái liền nhìn ra người đi vào kia là ai nhưng chính là lục đạo sao trong lúc nói chuyện sáu đạo đã dừng chân ở bên ngoài di tích viễn cổ tựa như chưa từng nhìn thấy diệp thần tựa như một pho tượng đứng sừng sững không nhúc nhích hai mắt đờ đúc lặng lặng nhìn di tích diệp thần một bước bước tới ở ngoài sáu đạo ba trượng định thân người còn nhớ rõ diệp thần trong sáu con người hiện lên một tia mê mang cũng hiện lên một tia thống khổ trong nháy mắt lại hóa thành lúng dạm diệp thần không buông tha lại nhắc tới rất nhiều người nói rất nhiều chuyện sở huyên nhi sở linh nhi đại sở hàng nhạc tông hy vọng có thể thông qua những thứ này đánh thức một chút ký ức của lục đạo chỉ là sáu đạo vẫn là sáu đạo không chút nhúc nhích từ đầu đến cuối đều chưa từng xoay chuyển thân thể cũng là một câu chưa nói như khôi lỗi như hành xác tẩu hồn không ai có tình cảm nào diệp thần không nói nữa nghịch thiên đổi đạo sáu đạo bị thời không cắn trả quá lâu nghiễm nhiên đã quên mình là ai cũng nghiễm nhiên quên đi ký ức cổ xưa chỉ là ngây ngô. Lục đạo giống như hồng trần, nghịch thời không, không biết ý nghĩa tồn tại của mình, giống như u linh, lãng đãng không ngừng ở trong thiên địa, cho đến khi năm tháng già đi, mới chân chính quy tịch. Diệp thần cuối cùng là vòng tới trước mặt sáu đạo, sáu đạo tăng thương, cho dù là hắn nhìn cũng đau lòng, hắn phất tay đem một bộ bí quyền đưa qua. Đây là tiền bối đông hoang cổ thành cho ngươi, sáu đạo đống gỗ, nhưng vẫn cứng ngắc nâng bàn tay lên, tiếp nhận bí quyển bí quyển lại trong nháy mắt hóa thành một luồng cho bụi trong bí quyển niêm phong tin tức cổ xưa dung nhập vào thần hải của hắn đến lúc này thân thể sáu đạo mới run lên một chút đôi mắt trống rỗng theo đó hiện lên mê mang hắn yên lặng xoay người từng bước đi xa bóng lưng tiêu sái mà cô tịch không biết ở thế gian này lưu lạc bao nhiêu năm cái gọi là nhân gian hắn mới là một người qua đường chân chính diệp thần nhấc chân đi theo lại không thể đuổi theo sáu đạo cước bộ thân pháp của hắn quá quỷ dị đi tới đi lui liền hóa thành hư vô, lưu lại chỉ là bóng lưng đạo đạo. hắn dừng chân thật lâu, tâm tình bi thương. có lẽ nhiều năm sau hắn cũng sẽ giống như lục đạo cùng hồng trần bình thường, vì một loại tín niệm nào đó mà nghịch thiên đổi đạo, trở thành một cỗ hành thi tàu thịt. ai? theo một tiếng thở dài, hắn cũng xoay người, đạp lên mặt biển, lần thứ hai tiến vào di tích. lại vào di tích, quen thuộc, một đường đi thẳng vào chỗ sâu, không ít người đang tụ nam tụ nam đi ra ngoài hùng hùng hổ hổ, phần lớn là người bị cướp bóc, thầm nghĩ rời khỏi địa phương quỷ quái này. Trong đó không thiếu thánh vương cùng đại thánh, nhưng cũng khó thoát khỏi bị cướp bóc, lần này tiến vào, quả thực đem mặt mũi già nua đều mất hết, tốt xấu gì cũng là tiền bối, lại bị một đám tiểu thỏ con làm không ngẩng đầu lên được. Bọn họ còn tính toán tốt, ít nhất còn có mệnh, có vài thánh vương cùng đại thánh, có nhiều đã chôn ở trong di tích, trách chỉ trách bọn họ tự xưng là cường đại, nhưng vẫn là quá coi thường di tích áp chế ở bên ngoài thánh vương cùng đại thánh cường đại cỡ nào nhưng ở trong di tích đều bị áp chế đến chuẩn thánh dưới cấp bậc ngang nhau ai còn quản ngươi là thánh vương hay là đại thánh nắm tay là vương đạo diệp thần lướt mắt nhìn những người đó một cái lại vẫn chưa xuất thủ mà là mờ tiên nhãn bốn phương hắn phát giác di tích rất nhiều nơi đều bị người ta lưu lại ấn ký thần bí như gỗ cổ cao chọc trời cung điện như sụp đổ như nham bích cự thạch bị che giấu cực kỳ huyền diệu hắn nhận ra những ấn ký kia là thời không ấn ký cũng không có nghĩ tới là ai lạc ấn những ấn ký này ngoại trừ tịch diệt thần thể còn có ai thông qua thời không ấn ký hắn có thể thuấn thân tịch diệt thần thể ngươi thật đúng là lưu lại không ít đường sau nha diệp thần cười lạnh một đường đi tới xóa sạch một đường phàm là thấy thời không ấn ký hắn đều không chút do dự xóa bỏ hắn lại trở lại chỗ sâu chỗ sâu chính là lúc náo nhiệt hắn leo lên đỉnh núi cực kỳ nhìn từ xa nhưng thấy sâu trong sâu, Phật quang vạn đạo, chiếu rọi một phương thiên địa, vạn đạo Phật quang kia đều xuất phát từ một viên Phật châu màu vàng, càng chuẩn xác mà nói, chính là một viên Phật đà xá lợi, cao treo hư thiên. Trong bóng tối, còn có thể nghe được hồng trung đại lữ cùng Phật âm cổ xưa hùng hồn, tự như đang ở phổ độ, Phật xá lợi, vô thượng thần vật, là tiên đạo Phật đà thiền thầy sạch sẽ, chọc đến tứ phương tranh đoạt. Diệp thần đứng trên đỉnh núi, thị lực kinh người, nhìn rõ nhất là, đoạt Phật đà xá lợi giả, không dưới ngàn người, hắn nhìn thấy Nam Đế, Tây Tôn cùng Trung Hoàng, cùng với tiên tộc thần tử. Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều thần tử thần nữ, cũng có lão bối tu sĩ, vì tranh na xá lợi, đấu như lửa đốt, không ít người chết, máu tươi nhiễm đầy hư thiên, dị thường huyết tinh. Có lẽ là người cướp đoạt quá nhiều, đến mức lực lượng hỗn tạp, cho Phật đà xá lợi áp lực thật lớn, nó ầm ầm nổ tung, tản ra vạn đạo kim quang, mảnh vỡ cũng đang hư vô hóa diệt thế nhưng cái này còn chưa tính xong phật xá lợi mặc dù nổ tung lại có phật quang vũ hội tụ rực rỡ trói mắt hội tụ bằng bạc như giang hải mênh mông vô cương ẩn chứa lực lượng vô cùng diệp thần hiểu được đó là niệm lực mà khán giả trước người phật cung phụng mà hóa thành còn mênh mông như biển niệm lực dường như còn có thể thấy được một pho tượng phật ngồi xếp bằng đang được thương sinh thành kính quỳ lại phật chi chúng sinh niệm lực đây là một cỗ lực lượng thần bí có ghi càng thêm bí pháp nó hoành tráng đủ để nghiền nát thân thể, độ diệt nguyên thần, nếu ra chỉ pháp khí, uy lực càng bá đạo. Cho nên, Phật xá lợi mặc dù nứt, nhưng cước đoạt người vẫn chưa dừng tay, ngược lại càng lúc càng hung mãnh, đều tế xuất bản mệnh thần binh cùng bình chứa, điên cuồng thu nạp chúng sinh niệm lực của Phật, diệp thần cũng động, ba cái hư không vượt qua, bảy tám cái co lại thành một tấc đang đến mảnh thiên địa kia. Trước lò hoàng kim đồng lúc trước bị hán tế xuất, khí huyết cuồn cuộn rót vào, cực kỳ thúc giục, cửa lò hướng xuống dưới, gia chỉ bí pháp cá voi nuốt trầu hút nuốt trừng niệm lực mãnh liệt càng ngày càng có nhiều người chạy tới dường như cũng biết niệm lực vì sao tồn tại cũng mở thủng chứa thu nạp phật xá lợi ẩn chứa trung sinh niệm lực bị bóng người phô thiên cái địa phân chia nhưng mà sự tình còn chưa xong niệm lực mặc dù bị chia nhỏ nhưng đại chiến kéo dài tự dưng là tu sĩ cường đại bắt đầu cướp đoạt niệm lực thu nạp của những người khác hình ảnh máu chảy đầm đìa tái hiện một đám người điên diệp thần trốn ra này thiên địa hỗn loạn không ít cường đại tu sĩ xuất thủ đầy trời đều là thần thông bí thuật cộng thêm pháp khí hắn cũng bị hỗn chiến dư ba cho dù hắn đều chật vật những người khác càng đừng nói từng mảnh người hóa thành huyết vụ lòng tham làm cho quá nhiều người mất đi tâm trí người tranh ta đoạt quên đi sinh mệnh như hắn không ít người cũng lui ra trừ phi chiến lược bản thân tuyệt đối nghiền ép bốn phương bằng không thời khắc đều có thể bị oanh sát thấy tốt liền thu chờ thăm nhiều lắm. Không có các người cướp như vậy, Diệp thần thầm mắng, sách thiết bổng đổi thẳng về phía. Lúc trước hắn thấy rõ ràng, có một người thu không ít, hơn nữa còn là cừu gia năm xưa của hắn, ngoài đông hoang cổ thành, người nọ cũng tham dự vây giết hắn, cũng không thể buông tha. Một tòa cung điện tàn phá, đại chiến mở ra, người nọ há là đối thủ của Diệp thần, năm lần năm rất hai đã bị nam sấp, hồn phi phách tán tại chỗ, bảo vật cùng niệm lực đều bị cướp đi, đợi đi ra, diệp thần một trường nghiền nát cung điện kia sau đó sách thiết bổng đầy di tích trại tán loạn người bị hắn theo dõi rất là bi thương nếu là cừu gia trực tiếp chém diệt nếu là không thù không oán ngược lại sẽ lưu người một mạng bất quá bảo bối mà sẽ nhét vào túi của mình đây mới là cướp bóc diệp thần lại thu một người bảo vật chuẩn bắt lại biến mất hắn vẫn là tác phong trước sau như một như trộm gà trộm chó dù sao cũng phải lén lút đến càng nhiều người gặp tai nạn tùy ý có thể thấy được người bị đánh chóng ngợp, vận khí không tốt, tướng chết cực thảm. Chẳng qua, đây cũng không phải là kiệt tác một mình Diệp Thần, rất nhiều người đều đang làm giết người vượt hàng, mục đích là đoạt bảo, cũng là đoạt niệm lực, cái loại lực lượng này, quá mức cường đại. Màn đêm lại đến, Diệp Thần trốn vào một tòa sơn động, dùng bí pháp che đậy cơ hội. Đến lúc này, hắn mới xách ra hoàng kim đồng lô, đem niệm lực trong đó, đều rót vào trong hỗn độn thần đình, cùng hỗn độn khí giao hòa, một cỗ bảng bạc lực lượng, Lập tức tản ra bốn phía Diệp thần sợ hãi thán phục Thán phục niệm lực thần bí Chúng sinh cung dưỡng Có thể cùng đại đạo kề vai Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được hỗn độn đỉnh uy lực tăng cường nặng ngày như đại sơn cực nhạc Hàng ngày tâm tình không tệ Thu đại đỉnh Từng cái túi đựng đồ lập tức bay ra Đều là chiến lợi phẩm hôm nay Bảo vật bên trong bị lấy ra Mỗi người phân loại Để ngày sau phân phát ra ngoài Ngươi là một kẻ nhát gan Có loại đơn đấu đánh lén tính là bản lĩnh gì? Diệp thần đếm chính sàng, liền nghe thấy bên ngoài động có tiếng mắng to, thanh âm rất quen thuộc, chính là tiểu cửu tiên. Diệp thần vội vàng thu bảo vật, trốn ở bên cạnh động nhìn ra bên ngoài, thật đúng là để cửu tiên kia. Tiểu nha đầu tay cầm tiên kiếm, thân quấn đạo tắc, rất nhiều dị tượng đan sen, phác họa ra thế giới huyền diệu, nhưng nàng có chút chật vật trên người ba đạo kiếm ngân, còn phiếm lạnh như băng u quang. Diệp thần nhướng mày, chiến lược của tiểu cửu tiên hắn rõ ràng, hắn tò mò, phớt cuộc là ai đã thương hắn. Bỗng nhiên, hắn mơ hồ mở sáu đạo tiên nhãn, nhìn quanh bốn phương, thật trùng hợp nhìn thấy một đạo thân ảnh giống như U Linh, chính là tịch diệt thần thể kia, cả người đều phiêu hốt bất định. Khó trách. Diệp thần khẽ lầm bẩm, tịch diệt thần thể có thực lực bực này, đồng thời hắn cũng thán phục tiểu cửu tiên, lại có thể sống sót dưới phi lôi thần quyết, thánh nhân trẻ tuổi nhất, không phải là cái gì. Già, dạ, đừng ép ta nổi bão bên ngoài động tiểu cửu tiên còn đang mắng to chân dẫm lên tiên hải rực rỡ lan tràn ra bốn phương nàng ngược lại thông minh dùng cái này để xóa diệt ấn ký thời không của tịch diệt thần thể dường như rất rõ ràng sơ hở của phi lôi thần quyết lúc này mới thanh tràng trước đế gia cửu tiên quả là danh bất hư truyền trong mờ mờ tiếng cười âm u vang lên không tìm được nguồn gốc hoặc là nói tịch diệt thần thể thông qua thời không ấn ký không ngừng xuyên qua qua lại không hề có quy luật cùng quy luật cho dù là diệp thần cũng khó triệt để bắt được thân ảnh của hắn. Người bản lĩnh không biết xấu hổ này, cũng không phải che đậy. Tiểu cửu tiên tức giận mắng chửi, lời nói không chút che giấu, bị người đánh lén, là cá nhân đều sẽ tức giận. Hôm nay, tất chảm người, tịch diệt thần thì mỉm cười, giống như u linh thuấn thân giết đến trước người tiểu cửu tiên, tay cầm một thanh sát kiếm đen kịt, xuất thủ chính là tuyệt sát một kiếm, không chừa đường sống. Tiểu cửu tiên cũng không phải ăn chay, cấm thiên địa, bước ra tịch diệt thần thể, nhưng còn chưa đợi nàng một trưởng đánh ra tịch diệt thần thể liền biến mất nhưng một giây sau lại thuấn thân hiện ra tiểu cửu tiên một bước di chuyển hiểm trở lại nguy hiểm tránh thoát tuyệt sát một trưởng đánh về phía nơi này chỉ là tịch diệt thần thể xuất quỷ nhập thần sớm đã thông qua thời không ấn ký xuyên toa đi ra ngoài rất xa tiểu cửu tiên cũng học thông minh chân đạp hư vọng bộ pháp để trời đầy đất chạy loạn để trời đầy đất cũng là tàn ảnh của nàng để tránh đứng trên mặt đất bất động trở thành mục tiêu sống của đối phương chiêu này đích xác có tác dụng tịch diệt thần thể muốn lưu lại thời không ấn ký trên người hắn nhưng cũng không bắt được nàng hai người liền ở phiến thiên địa này bay trốn nhìn diệp thần là hoa cả mắt đường đường là đế gia cửu tiên cũng chỉ biết trốn sao tịch diệt thần thể cười lạnh âm trầm đáng buồn đối đãi với ngươi cô nãi nãi không mắng ngươi ra tổ tông đã là tốt rồi đừng để ta bắt được ngươi tiểu cửu tiên mắng lại một bước di chuyển trong nháy mắt bỏ chạy trăm trượng nàng vừa mới đi Chỗ nàng đứng lúc trước liền bị Tịch Diệt Thần Thể một kiếm chém nát, cùng lúc đó, nàng cũng bất ngờ xoay người vũng một trường, nhưng còn chưa đánh tới, Tịch Diệt Thần Thể liền biến mất. Hai người chính là đánh như vậy, Tịch Diệt Thần Thể phi lôi thần quyết quan tuyệt cổ kim, nhưng phản ứng của tiểu cử tiên cũng không chậm, liên tiếp tránh thoát tuyệt sát, tranh thủ thời gian còn có thể phản kích, coi như thành thạo. Đánh tiếp như vậy, trời sáng cũng đánh không hết. Diệp Thần dứt khoát ngồi xổm ở đó, hai trong mắt trợn tròn theo hai người chạy tán loạn mà chuyển động, không nghĩ tới đi lên hỗ trợ, lấy thực lực đế cửu tiên, mặc dù rất khó diệt tịch diệt thân thể, nhưng bảo mệnh vẫn không thành vấn đề. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán, tịch diệt thân thể như U Linh, nhưng vẫn chưa chém chúng đế cửu tiên, mà tiểu cửu tiên cũng giống như vậy, bí pháp thần thông không ngừng, cũng đánh không chúng tịch diệt thân thể. Nhưng, sự cân bằng này, lại bởi vì người thứ ba đến mà bị đánh vỡ, người nọ cũng là biệt hắc bào, khí tức âm lãnh, thân hình quỷ huyễn, tay cầm một cái xích sắt phủ đầy thần văn hắn một khi gia nhập liền tế xuất xích sắt khóa chặt tiểu cửu tiên thôn vệ nguyên thần lại tới một người không biết xấu hổ tiểu cửu tiên mắng to chấn động xích sắt bàn tay nhỏ bé quét ra một trường đám hắc bảo nhân kia đánh kêu rên rỉ máu sau đó động bí pháp bỏ chạy ra ngoài trăm trượng bởi vì âm thầm còn có một tịch diệt thần thể dừng thêm một giây liền có thể bị diệt xem thường ngươi hắc bảo nhân liếm liếm đầu màu đỏ tươi xích sắt trong tay rời tay mà ra, giống như một con du xà đen kịt quanh quẩn lôi điện lạnh như băng hướng tiểu cửu tiên quấn quanh mà đi. người hồn tộc cô nãi nãi nhớ kỹ tiểu cửu tiên vung kiếm đem xích sắt chém bay mà trong chớp mắt ngắn ngủi này phi lôi thần tuyệt sát của tịch diệt thần thầy cũng đến một kiếm tịch diệt tiểu cửu tiên bị thương vai ngọc bị chém ra một huyết lũy đơn đả độc đấu nàng không sợ bất kỳ người cùng thế hệ nào nhưng vấn đề là một trọi hai trong đó còn có một pho tượng tịch diệt thần thể đáng sợ. Thấy tiểu cửu tiên bị thương, hồn tộc khắc bảo lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, chín cái tỏa hồn thần liên cùng nhau tế xuất, phong tỏa không gian hư vô của phiến thiên địa này, làm cho thân hình tiểu cửu tiên chậm lại, trong nháy mắt ngắn ngủi, cho tịch diệt thần thể cơ hội, thuấn thân giết đến trước người tiểu cửu tiên. Nhưng, một kiếm này của hắn còn chưa chém xuống, đã thấy một đạo kim sắc thần mang, mang theo lực duyên thấu tồi tàn, hơn nữa tập trung chính là nguyên thần của hắn, đây là một kích tuyệt sát. Thần thương. Tịch Diệp thần thể nhíu mày, bất ngờ thu kiếm, lấy ấn ký thời không xuyên toa đi ra ngoài, còn người u tịch nhìn chằm chằm sơn động, lại không phát giác trong sơn động còn cất giấu một người. Náo nhiệt như vậy, ta cũng đến chơi đùa. Diệp thần đi ra, hiện thân ở bên cạnh tiểu cửu Tiên, trực tiếp xem nhẹ hắc bảo nhân của hồn tộc, thần thức nhìn chằm chằm Tịch Diệp thần thể. Hắc hắc, ta cũng tới giúp đỡ tiểu cửu tiên cười hì hì, cùng diệp thần quay lưng lại, còn không quên chiều chọc một phen. Tiểu tử, ngươi là nhà nào, đi ra ngoài mời ngươi uống rượu. Không cần, ngủ một giấc với ta là tốt rồi, diệp thần chơi một câu, thuấn thân rời ra ngoài, mới vừa mới rời đi, tịch diệt thần thể tuyệt sát một kiếm đã đến, đem không gian đều chém thành tịch diệt. Con muốn ngủ ta, lá gan không nhỏ. Tiểu cửu tiên cũng trốn ra ngoài, trong lúc đó còn không quên trả hỏi hồn tộc nhân một trường bàn tay nhỏ bé không lớn uy lực lại mạnh hồn tộc nhân lại một lần nữa hộc máu chiến lực của hắn tuy không kém nhưng đối mặt với tiểu cửu tiên hung hãn lại tranh lệch không nhỏ bất đắc dĩ hắn chỉ đành lui đi trước khi đi còn không quên nhìn lướt qua diệp thần một cái nếu không phải là hắn hắn cùng tình diệt thần thầy đã chém đế cửu tiên giờ phút này nói không chừng đã giam cầm nguyên thần của nàng bên kia diệt thần chân đạp thái hư tung hoành cửu tiêu không dừng lại nhiều một giây giống như lúc trước tiểu cử tiên thì triển thân pháp huyền diệu ở hư không đầy trời chạy loạn hắn cùng tịch diệt thần thể chiến đấu qua cũng biết rõ sơ hở của hắn tịch diệt thần thể thuẫn thân tuyệt sát là cần phải ở trên người đối phương để lại ấn ký thời không không cho hắn cơ hội này liền khó tuyệt sát người cũng không phải thần tộc nhân tịch diệt thần thể lời nói khô tịch tuyệt sát một kiếm lại chém không chuyện này không quan trọng diệt thần du cười tránh thoát tuyệt sát một kiếm, lật tay một trưởng bao trùm mảnh hư thiên kia, nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, một trưởng kia của hắn vẫn chưa đả thương đến tịch diệt thần thể. Người không phải là hạng người vô danh, tịch diệt thần thể âm tiếu, tiếng mở nhạt bừng tỉnh cửu u lai. Chuyện này cũng không quan trọng, diệt thần bình tĩnh thong dong, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh bay đầy trời, lúc bay đi, cũng không quên xóa diệt tịch diệt thần thể lạc ở phiến hư thiên thời không ấn ký này nguyễn minh hữu đi rồi còn tiếp tục đánh tiểu cử tiên lướt mắt nhìn hư vô một cái phi lôi thần quyết tuy bá đạo nhưng chẳng ta còn thiếu chút nữa đạo hạnh lãng phí thời gian như vậy có thú vị không tịch diệt thần thể vẫn chưa trả lời xuyên qua hư thiên vài lần liền xoay người biến mất không thấy tịch diệt thần thể lần đầu tiên vô công mà trở về trách chỉ trách lần này hắn chọn nhầm đối thủ thấy tịch diệt thần thể lui ra tiểu cử tiên lúc này mới bĩu môi Sớm muộn gì cũng có ngươi đẹp mắt May mắn là ngươi Nếu đổi lại là những người khác Không biết chết bao nhiêu lần Diệp thần nhẹ nhàng hạ xuống Miệng đầy thổn thức chật lưỡi Không thể phủ nhận Tịch diệt thần thể đích xác khó chơi Nghe ngươi có nghĩa là Ngươi biết ta Tiểu cửu tiên chớp mắt to Từ trên xuống dưới đánh giá diệp thần Khi thì cũng sẽ tiến lên ngửi người một cái Muốn dùng cái này ngửi ra huyết mạch diệp thần mặc khứu hai chúng ta không quen diệp thần nói xong lại che một tầng bí pháp cho bản nguyên có thể năm lần bảy lượt tránh được tịch diệt thần thể tuyệt sát người rất không đơn giản tiểu cửu tiên bắt đầu vòng quanh diệp thần không phải trung hoàng không phải tây tôn cũng không phải nam đế cùng bác thánh càng không phải đông thần huyền hoang lúc nào lại xuất hiện một tuấn kiệt trẻ tuổi ta là lão gia hòa diệp thần vẻ mặt ý vị thâm trường kêu một tiếng tiền bối là tốt rồi đừng náo loạn người niên luôn chỉ hơn 200 tuổi môn tử lão gia hỏa nào tiểu cửu tiên dứt quất nhào tới liền muốn kéo diệp thần hắc bào cùng mặt nạ còn trình thần thần bí bí không lễ phép diệp thần đầy bàn tay nhỏ bé của đế cửu tiên ra lưu lại cho ta chút cảm giác thần bí hắc tiểu cửu tiên không làm nữa lại nhào tới lòng hiếu kỳ thúc đẩy, để cho nàng nhất định nhìn Diệp Thần chân dung, thật không cho phép thấy người có thể đánh, ít nhất phải biết người là ai. Người đặt ở đây để chơi. Ta đi đây, Diệp Thần xoay người rời đi, để cho tiểu cửu tiên bắt không, hắn cũng không muốn ở chỗ này lộ ra thân phận, bằng không ngày sau sẽ có rất nhiều phiền toái. Tiểu cửu tiên đuổi theo, bắt thấy Diệp Thần khai bỏ tốc độ, nhất thời sừng sốt, nàng cho rằng tốc độ của nàng quá nhanh. Không ngờ còn có một người có thể chạy, giống như mở treo, hai người một đuổi một chạy, vượt qua hơn 10 ngọn núi lớn, lại vượt qua hơn 10 con sông. Thẳng đến một ngọn núi, Diệp Thần mới dừng chân, tiểu cử tiên sau đó liền đến, thở hồng hộc, nhưng vẫn không kéo hấp bảo Diệp Thần xuống, mà là như Diệp Thần lướt mắt một cái, nhìn phương xa thiên địa. Nơi đó, từng ngọn núi lớn đang sụp đổ, từng mảnh gỗ cổ cao tường hóa thành cho bụi, mảnh thiên địa kiên nghiễm nhiên đã thành một mảnh hỗn loạn, chính là có người đại chiến, động tĩnh không nhỏ. Lại nhìn xong phương đại chiến kia, một người bịt hắc bào một người mặc tiên y rực rỡ chiến lược cùng thân pháp không phân cao thấp thần thông bí thuật cũng đồng vai đấu chính là băng thiên liệt địa người tìm bảo vật trong di tích lại tụ tập từ bốn phương cho rằng lại xuất ra bí bảo gì nhưng đến đây vừa nhìn mới thấy có người đại chiến hơn nữa đại chiến song phương còn hung hãn một trong số đó là nam đế nữ tử kia là ai tiểu cửu tiên gãi gãi đầu nhỏ tiên linh chi thể cùng bắc thánh giống nhau như đúc huyết mạch nàng làm sao bốc ra? Ta có thể nói nàng chính là bác thánh sao? Diệp thần trong lòng ho khan một tiếng, thần sắc kỳ quái, cùng nam đế đấu chiến, chính là bác thánh. Ngay cả tiểu cửu tiên cũng không biết nàng là thân nữ nhi, những người khác liền càng thêm không biết, bác thánh này ẩn giấu bản lĩnh, thật đúng là không phải cái gì. Nam đế, bác thánh, hai người này đúng là đánh nhau, tranh bảo bối. Diệp thần sờ sờ cầm. Vẫn là nói bác thánh tức giận, tìm không được người giận, lúc này mới thấy ai làm ai. Dừng lại, Diệp thần trầm ngâm, phương xa vang lên tiếng hét lớn của Nam Đế, nhất thời ngừng chiến đấu, sắc mặt đen sạm nhìn Bắc Thánh đối diện. Thành thật mà nói, người có phải là Bắc Thánh hay không? Người quản ta. Bắc Thánh hử lạnh, một bước bước tới, Lăng Thiên chính là một đạo ngọc ấn trong suốt. Người mẹ nó bị bệnh, lão tử chiêu ngươi chọc ngươi, nam đế tính tình cũng lên cao tiếng mắng to trấn thiên đang tìm bảo vật hồ đồ liền trúng một trường cũng không biết vì cái gì đã làm gì ngươi tự mình hiểu bắc thánh mỹ mô hoa lửa nở rộ lần thứ hai xuất thủ lão tử không rõ nam đế mắng to tất nhiên sẽ không đứng bị đánh đã bị hồ đồ tát một cái trong lòng đang nghẹn giận không chỗ nào dưng lửa thấy đối phương còn kiêu ngạo như vậy làm sao có thể nhịn trực tiếp giết lên hư thiên bí pháp trong tay không ngừng, không chút rơi vào thế hạ phong. Ta hiểu. Trên ngọn núi, diệp thần ho khan xoa xoa mi tâm, không cần hỏi liền biết vì cái gì, bác thánh tám phần là đem nam đế coi như hắn, bằng không cũng sẽ không phát điên như vậy, ngẫm lại cũng đúng, trong di tích này, tốc độ vượt qua nàng, cũng chỉ có mấy người như vậy, bác thánh loại trừ như vậy, biện đặt. Đây là nam đế kia có hiểm nghi nhất, không phải liền đánh nhau sao, nam đế đáng thương, ngây thơ nhất, đến nay vẫn không biết nữ nhân điên kia vì mà đánh hắn làm cho hắn khó hiểu nhất chính là nữ nhân điên kia cùng bắc thánh chính là huyết mạch giống nhau như đúc ngay cả tiên pháp cùng bí thuật cũng giống nhau bằng không cũng sẽ không ép hỏi nàng có phải là bắc thánh hay không nhưng bắc thánh rõ ràng là nam tử toàn bộ người huyền hoang đều biết hiện giờ xuất hiện một người như vậy không chỉ hắn không hiểu ra sao tất cả hiểu biết bắc thánh cũng là một dấu chấm hỏi tại sao ta có một chút bối rối tiểu cửu tiên lại gãi đầu không phải là muội muội đồng bào của bác thánh chứ chiến lược tu vi thần thông huyết mạch đều giống nhau cái này cũng quá trùng hợp ta cũng có chút bối rối diệp thần diễn rất giống cũng không biết xấu hổ làm bộ gãi đầu thầm nghĩ đi ra ngoài nhất định phải mời nam để uống một chén hào hào tán gẫu nhân sinh hào hào tán gẫu nữ nhân có diễn xuất gã lông mày nhướng lên liếc về phía một ngọn núi cách đó không xa nơi đó có một người che hắc bào nắm sách cổ cũng đang xem đại chiến phương xa nàng cũng tới rồi diệp thần sừng sốt một chút cách rất xa cũng như trước có thể nhìn ra là ai cầm vô tự thiên thư không cần phải nói chính là đông thần giao trì ừm chính là cơ ngưng xương bắc thánh mỹ không đẹp cơ ngưng xương chớp chớp đôi mắt đẹp đã từng làm cho người ta cười sai